nhau tin. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh đây. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với cái clip của mình. Thì vẫn là tiếp tục chuyên mục solo squad. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ review cây súng anh em ạ. Đây rồi, vừa nói xong thì nhặt được luôn. Đây anh em thấy không? Đây là cây M16 Gold. Thì từ từ đã. Mình có mượn được của một bạn ở trên Facebook. Bạn ấy có cho mình mượn cái nick có M16 này để mình có thể review cho anh em xem cái độ đẹp của nó. Phải nói là một cây súng quá là hoàn hảo. Ôi giời ơi. Bạn ơi, bạn đèn lắm. Một cây súng mà phải nói là cực phẩm luôn anh em. Mình nghĩ cây súng này phải đẹp hơn cả cây M4 Gold. Quá đẹp. Từ đã, ui, nó bắn mình đau quá. Anh em thấy nó khỏe không? M16 chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả. Cây súng ở thời điểm hiện tại nó quá là mạnh anh em ạ. Xịn xò con bò luôn. Nó này hợp lý lắm luôn. Lắm luôn. Đây này, vẫn có một cháu ở trong này này. Từ đã. Từ từ thì khoai cũng chạy. À, chạy à? Chạy đi đâu? Nào. À. Thỏ ra. À, thỏ ra này. Ui dồi ôi. Đây là M16 Gold đấy bạn. Gọi là bắn toàn những đạn vàng đạn bạc thôi. Ủa, nó phải cứ gọi là siêu phẩm khỏe ạ. Hình như là à, vẫn còn một tên anh em ạ. Vừa lẽ hình như mình thấy bốn cánh đủ cơ. Từ từ đã. Anh em nhìn nó đẹp không? Mình nghĩ trong cái thời điểm hiện tại này thì cây M16 này phải nói là nó quá khỏe anh em ạ. Quá khỏe luôn ấy, quá mạnh luôn. Thì mình cầm vào là bớt chỉ cần đến khoảng 4-5 viên là hẹo rồi. Đấy, anh em thấy cái pha mà cái thằng nó chạy ở cầu thang xuống không? Nó đeo giáp, đeo mũ mà mình không đeo gì mà mình nó sấy như thế mà mình bớt nó vẫn nằm trước anh em ạ. Để nói cái thời điểm hiện tại cây M16 mình nhớ không nhầm là sau cái bản update lâu lâu rồi thì cây M16 được tăng sức mạnh anh em ạ. Quá khỏe. Xong nó lại còn thêm cả trang bị skin gold thế này nữa thì ui giời ơi. À có tiếng. Ôi giời ơi. Đây thằng cuối cùng anh em ơi. Cầm đua M16 luôn. Trận này thì mình sẽ cầm M16 nha. Review cho anh em và đi solo squad luôn. Từ từ mình sang mình giết thanh niên này đã. Hai cây M16 luôn. Táp cho gọi là táp hơn cả người yêu cũ anh em ạ. À chạy ra ngoài. Ý chạy ra bụi cỏ ạ. Chạy ra cỏ này. À chạy à. Hello bác tài. Úi dồi ôi. HN đầy à. Đầy kiểu gì. Đấy quá khỏe luôn anh em. Bây giờ thì mình sẽ loot xong và đi săn người nha. Có cái con bé này. Mình loot nhanh và đi kiếm những con mồi béo ngậy. Bé thôi anh em. Đây. Lúc nãy mình có chạy ngang qua thì vớ được con bốt. Thì cái đoạn đấy nó dài quá. Chạy đi tìm người nó dài quá. Nên là mình cắt bớt đi anh em ạ. Thì bây giờ rõ ràng hồi nãy mình có nghe thấy nó bắn nhau tứ lừa lừa ở trong này. Mình trèo lên đây lầm và chưa thấy mống nào anh em ạ. Tại vì sương mù mà. Cái map sàn hốc này dạo gần đây là nó toàn vào map sương mù thôi. Mình không hiểu sao. Gọi là nhà phát hành kiểu gì mà là toàn cho vào map sương mù không à. À ơ cái gì đây, cái gì đây. Ủa heo heo chen xù. Hello. Sao này đứng ngó cái gì ở đây vậy? Buồn nhở. Ơ bạn ấy ngó cái gì? Chẳng lẽ ngó mình? Chắc là vậy rồi. Ngó túi gì? Đồng đội cậu đâu? Khai thật đè. Hello. Hello mấy anh trai. Thì dạo gần đây ấy, vừa mình nói này anh em. Cái map sàn hốc này gần như vào đây thì 10 trận đến 8-9 trận toàn sương mù thôi. Ấy à, có tiếng ủ càng. Đây rồi, mình đẩy vào luôn anh em ạ.
Ui dồi ôi sấy kìa. Nó cứ phải như là dã giò vậy. Ui dồi ôi vã nhau kìa. Phê loài con tò phòi ra. Đâu rồi? Dã nhau tiếp đấy chứ. Hello. Ta da đang tăng tăng. Đâu rồi, vừa dã nhau đã im rồi. Đây này. Mình lên hẳn chỗ này. Mình vừa lấy nhìn thấy tiếng súng là nó không phải ở trong khu nhà. Đây này, mình sẽ vòng vào cái khu giữa này. Nó sẽ bắn nào ở cái đoạn đường, mình nghĩ là ở đường. Hello bác tài. Ui, có tiếng. À, đây rồi. Có tiếng. Ôi, bớt nó cũng phải gọi là như auto vậy. Ôi, anh em thấy không? Nó quá mạnh đi. Thấy không? Một băng đạn giết cả ba. Trời ạ. Nó quá mạnh trong thời điểm hiện tại luôn. Cây này ai mà biết bắn thì thôi, quên đi. Chỉ cần vài viên thôi là đối thủ của chúng ta sẽ lên bảng điểm số một cách nhanh nhất anh em ạ. Đây, lút luôn rồi mình cũng chỗ này clear rồi. Té thôi anh em. Đây 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 đây. Mình đi ra ăn thính. Tại vì là cái tầm này bây giờ các thanh niên cosplay bé la hết rồi. Nên là xuống thính đi. Kiếm cái giáp anh em ạ. Có tiếng. À, có tiếng, có tiếng, có tiếng. Chạy, chạy, chạy. Úi giời ơi, yếu lắm rồi, yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Có tiếng đằng sau nữa. Có tiếng đằng sau nữa. Ai, 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 ai. Nào, nào. Này, 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 nằm, nằm, nằm này. Úi giời ơi. Bốc hòm luôn anh em ạ. Mình là Linh ATM. Bên chuyên coi như thế là bốc, gọi là gì nhở, bốc mộ đấy anh em. Ui trời ơi, lại còn có thêm hiệu ứng nữa cơ mà. Ui xịn vãi. Khói gọi là nhấp nhà, nhấp nháy, các thứ, các thứ. Đấy, hợp lý. Thằng này, à, thằng này liếm thính à? Có phải không nhở? Mình xuống mình kiếm cái giáp cái nhở. Xuống đá qua cái thính đã anh em. Thằng cái cầm AUG, không biết là cái thính này nó nút chưa này. Check đã, từ từ đã. Cơm không ăn thì gạo còn đấy. Đừng vội vàng. À nó liếm rồi còn đâu. Thôi thôi thế mình té luôn anh em ạ. Đây đây đây. Mình lên khu vực này. Vừa có cháu chạy qua này. Hợp lý luôn. Đây này. Đây này. Đây 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 đây. Ui 3 viên rồi. Trời ạ. Quả đấy táp hơi fail. 3 viên rồi. Định mệnh. Cam ngoài biển bo cho. À có thằng ở đây. Có thằng ở đây. À, lại gọi là nó cứng, không có được đâu. À, này này này, lọ giò, nó á nằm. nó giò này. Thơm luôn. Ô, thế là bọn này khác team anh em ạ, ở gần nhau nhưng mà khác team. À, sầm mốc kìa, chuyên nghiệp đấy. Được thực sự bạn ơi. Cầm M16 mà đi solo squad là cũng gọi là hơi khoai đấy. Nhưng mà không sao. Súng mạnh mà, skin đẹp mà. Úi giời ơi. Trời hết anh em ạ, không ngán bố con thằng nào luôn. Từ đã. Chuyện này nó nhiều hòn đá quá mà mình chưa biết là ở cái team này có mấy thằng nữa cơ. Đấy bên ủa ôi. Dã dò kìa. Từ. Mình phải xử xong cái thằng này đã thì mình mới chơi được với bọn kia. Ui. Khó rồi, thôi bỏ thôi anh em. Té. Bò vào. À, nó vẫn chơi mình anh em ơi. Ăn à, được rồi. À, ông này vẫn đòi chơi mình anh em ạ. Bạn ơi, bạn chơi mình bạn sai rồi, thò ra. Nào. Đấu súng đi, nào chúng ta đấu súng như hai thằng đàn ông thế nào. Chỉ rỉa cái xong rồi chạy anh em ạ. Bò nhỏ rồi, 12 giây. À, có thằng chạy này. Chạy. Ui, chúng có 2 viên thôi, hơi xa. Thôi, mình phải bỏ thanh niên này thôi. Chạy thôi anh em. À đủ. Ngó. Vãi cái thanh niên này, nó vẫn ngó mình. Được rồi. Nhây mấy thằng này luôn này, bò đến này. Không thể bò quả này là chết này. Mà chạy thì cũng chết mà thôi.
chạy, úi rồi ôi, chạy thì cũng chết. Lộc đẹp dai à, đẹp trai à, đẹp trai đấy. Rồi được rồi, thế là coi như là thằng nên này xong rồi, mình xuống rồi. Đây đây, bên ủi ôi bên này dã này, vừa lấy dã như dã giò vậy anh em. Hello, à đây rồi, à, nằm, úi rồi ôi, nằm này, úi rồi ôi, 14 mạng, thơm. Thơm chịt. Thế là còn thằng nữa ở đấy, mình nhìn thấy hai thằng cơ. Đâu rồi? Uầy, bên kia dã ca kìa. À. Ui hơi mù mắt. Ui, ui vào đầu rồi. Ui bo. Từ từ anh em ơi. À. Có này. Ui, thôi. Ui ngồi đây nguy hiểm thế nhở? Chết rồi. Khó, phải đẩy vào rồi, đẩy luôn anh em ơi. Lốc 2, lốc 3 rồi. À lốc 3 này. Lốc 3, bây giờ mới là lốc 3 này. Uầy, táp quả, nó phải gọi là như táp người yêu cũ anh em ạ. Còn một thôi. Đây. Bố này cầm AK sau nó tảng đá. Lại lòi chim ra ngoài không? Nào thôi ta. À. Nào, bạn xem AK mạnh hay là M16 mạnh? Xem AK mạnh hay là M16 mạnh? Trời ơi. Bắn nó cứ gọi là mắc phê anh em ạ. Thế là clear nguyên cái team này. Trời ơi thơm thế nhở. Thơm thịt. Ui bo. Ui không nút được đồ rồi. Chạy thẳng. Bo này mà đứng ngoài thì thôi thốn. À có thằng nằm này. Nằm nè. Ui dồi ôi. Bốn viên lên bảng ngay anh em ạ. Cây súng quá khỏe luôn. Thiệt là khỏe quá mà. Ấy à. Bên này. Ấy à. Ui. Không có ăn được mảng rồi. Còn mẹ nó thì khốn nè. Định ăn hôi cái mà không có được. Bên này. Đứng khéo bên này này. Tí ăn hôi ngon anh nha. À chạy này. Chạy. À nằm. Ui bốn viên không chết. Ui có tiếng gần. Được rồi mình phải xử bọn này trước. Uống bình nước đã. Ui phí thế. Thằng kia yếu, siêu phẩm yếu luôn anh em ạ. Anh em có nhìn quả á ở đây này. À. Này thì thay đạn này. Trời ơi. À nó sấy. Bên này. Chạy ra rồi. Ui. Mình táp như vậy không chết kìa. Ui vãi. Quá đen anh em ạ. Trời ơi 17 kill. Trời ơi bị KF mất 2 mạng. Ok. Clip mình cũng dừng ở đây thôi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Hơi đen.